Kính chào và cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn. Chúng ta đang dành thời gian theo dõi video này. Đây là hồ tưới riêng của nhà mình, hồ này thì không chung trại với ai. Mảnh vườn mà mình giới thiệu ở đây thì tọa lạc tại xã Lâm Giang, huyện Đức Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường tỉnh lộ thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng 1 cây số. Đường đi nối lại dẫn vào mảnh vườn này thì cũng khá là thuận lợi. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang đi tìm mua cho mình một nhà vườn với diện tích rộng, cây trồng đẹp, thế đất đẹp, ao hồ nước tưới mênh mông, thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta nên quan tâm tới video này. Bởi vì ở trong video này mình sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn chúng ta một mảnh vườn hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để cô chú anh chị và các bạn chúng ta yên tâm chúng ta về đây chúng ta canh tác nông nghiệp. Tổng diện tích của mảnh vườn này là 2 hecta, đất tọa lạc tại xã Lâm Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đi ra tới đường tỉnh lộ thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất 1 cây số. Còn đi ra đường quốc lộ 14A, khu vực ngã ba Buôn Bán thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 6 cây số. Trên mảnh vườn này thì bác chủ nhà trồng đông đặc hồ tiêu và cà phê. Ống tưới thì đã được bác chủ nhà chôn sẵn. Bây giờ vào cô chú chị và các bạn chúng ta chỉ việc bật máy và chúng ta tưới nữa thôi. Chất đất của mảnh vườn này thì hoàn toàn là đất đỏ ba gian, chất đất cực kỳ màu mỡ và tươi xốp. Thế đất của mảnh vườn này thì chúng ta có 2/3 đất là bằng như sân. Tiếp tới 1/3 đất thì chúng ta chuyển nhẹ xuống dưới hồ nha mọi người. Cô chú chị và các bạn chúng ta đang đi tìm mua một mảnh vườn mà có nguồn thu chủ lực hiện tại bây giờ là hồ tiêu, thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta đừng bỏ qua video này, bởi vì hồ tiêu ở video này đẹp như một bức tranh. Với tổng diện tích đất đang sử dụng là 2 hecta, bác chủ nhà đã phủ kín bằng hồ tiêu và toàn bộ hồ tiêu của chúng ta đều đang cho thu chính hết. Bên cạnh đó thì bác chủ nhà cũng xuống cà phê, và cà phê mới bước vào năm thứ hai nha mọi người. Và cà phê năm thứ hai mà đẹp như thế này thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mới thấy được chất đất ở đây đẳng cấp cỡ nào. Bây giờ vào, cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ được thu hoạch hồ tiêu. Với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đã trồng cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta 1.800 trụ hồ tiêu đẹp như thế này. Tiêu được trồng hoàn toàn trên trụ sống, mỗi trụ cao từ 5 cho tới 6 mét, tán phải 2-3 người ôm mới hết nha mọi người. Và quan trọng, bác chủ nhà đây đang muốn chuyển đổi, bởi vậy bác sẽ đưa ra cái mức giá rất là hợp lý để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tới đây, chúng ta thăm đất, thăm vườn và chúng ta sẽ làm việc trực tiếp với bác chủ nhà. Hồ tiêu, cà phê được trồng xen với nhau. Và mình cũng xin được báo giá luôn để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta, những người có tầm tài chính phù hợp, chúng ta sẽ theo dõi tiếp video này. Vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn, với mảnh vườn rộng 2 hecta đất tọa lạc tại thôn 10, xã Lâm Đăng Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây đi ra tới đường tỉnh lộ thì mất 1 cây số. Khoảng cách từ đây đi về đường quốc lộ 14A chúng ta mất 6 cây số. Đường đi lối lại dẫn vào mảnh vườn này thì cũng khá là thuận lợi. Chúng ta di chuyển 5 cây số là đường nhựa, đường tỉnh lộ, còn 1 cây số là đường đất. Mảnh vườn này thì có hồ tưới bao la nước. Thế đất của chúng ta thì 2/3 đất là bằng như sân, 1/3 đất là đất triền nhẹ. Chất đất hoàn toàn là đất đỏ ba gian, cực kỳ màu mỡ và tươi xốp. Cây trồng trên mảnh vườn này thì như cô chú chị và các bạn chúng ta quan sát từ đầu video tới giờ, cô chú anh chị và các bạn chúng ta cũng nhận định được cây trồng này rất là đẹp. Và với một cái mảnh vườn mà có một cái nguồn thu mạnh như thế này thì năm nay bác chủ nhà ước đạt rơi vào khoảng là 6 đến 7 tấn hồ tiêu. Còn cà phê thì năm nay cô chú chị và các bạn chúng ta sẽ chưa được thu hoạch đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cà phê của chúng ta mới bước vào năm thứ hai thôi. Và với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán vô cùng hợp lý. Một mức giá mà chắc chắn cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ hài lòng. Mức giá mà bác chủ nhà đưa ra dành cho mảnh vườn này là 1.800.000.000. Mức giá này thì có bớt lọc lá. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình xin được gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về hồ tiêu, cà phê, đồng thời cung cấp tuyến đường thứ nhất để cô chú anh chị và các bạn chúng ta tới được vườn. Nhưng trước khi liên hệ thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta vui lòng theo dõi hết video này, bởi vì ở trong video này mình quay rất là chi tiết, quay rất là tường tận, báo đầy đủ thông tin về nội dung cây trồng, về thế đất, về khoảng cách tới trung tâm trường chợ để cô chú anh chị và các bạn chúng ta nắm được đã. Về pháp lý của mảnh vườn này thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta cũng yên tâm, bởi vì đất của chúng ta hiện trạng là chưa có sổ nhưng đất đã được bàn giao về cho địa phương quản lý. Sắp tới thì nhà nước sẽ tiến hành đo đạc và cấp tập trung, cấp sổ tập trung cho cô chú anh chị và các bạn. Quan trọng hơn đó chính là khu vực này người dân ở tại chỗ rất là đông, tức là đất không sổ nhưng mà các hộ dân người ta đã tiến hành, người ta xây dựng nhà ở trên khu vực đất của mình để làm nhà vườn. Bởi vậy cô chú anh chị và các bạn chúng ta khi mua bán thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta về đây
Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể xây dựng một ngôi nhà kiên cố trên chính mảnh vườn của mình để cô chú anh chị và các bạn chúng ta định canh định cư, yên tâm canh tác nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp trên chính mảnh vườn của mình. Với mảnh vườn này thì bây giờ cô chú anh chị và các bạn chúng ta vào, chúng ta sẽ được thu hoạch hồ tiêu, và từ thu hoạch hồ tiêu cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ tái đầu tư để chúng ta chăm sóc cà phê. Và trong vòng 2 năm tới, khi mà cà phê được thu hoạch nữa thì chắc chắn rồi, mảnh vườn này sẽ mang lại cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta một lợi nhuận kinh tế cực kỳ cao. Khi đó hồ tiêu thu chính này, cà phê thu chính này, và quan trọng hơn đó chính là cây trồng trên mảnh vườn này rất là đẹp, nhất là hồ tiêu đang ở độ tuổi ăn nên làm ra. Hồ tiêu của chúng ta mới bước vào năm thứ 6 thu hoạch nha mọi người, năm thứ 6. Bởi vậy hồ tiêu này sẽ còn được thu hoạch rất là lâu dài nữa. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang đi tìm mua cho mình một nhà vườn với cây trồng đẹp, thế đất đẹp, ao hồ nước tưới mênh mông, thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta đừng bỏ qua video này, bởi vì mảnh vườn này không thể chê ở điểm nào nha mọi người. Với mảnh vườn này thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta chắc chắn rồi, khi tới đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ mê liền, không muốn ra về đâu, bởi vì cây trồng rất là đẹp. Tuy nhiên có một vấn đề mà cô chú anh chị và các bạn chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải bận tâm, đó chính là đất của chúng ta chưa có sổ. Mặc dù vậy, ưu điểm của mảnh vườn này đó chính là đất đã được bàn giao về cho địa phương quản lý và chờ ngày cấp sổ tập trung. Toàn bộ khu vực này đều như thế, rơi vào khoảng là 2.000 hecta đã được giao về cho địa phương quản lý, tức là giao về cho xã quản lý và chờ ngày đo đạc cấp sổ tập trung. Tới đây thì mình sẽ nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận. Tổng diện tích của mảnh vườn này là 2 hecta, đất tọa lạc tại thôn 10 xã Nâm Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây cô chú chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường tỉnh lộ thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất 1 cây số. Khoảng cách từ đây cô chú chị và các bạn đi về đường quốc lộ 14A, khu vực ngã tư buôn bán thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất 6 cây số. Đường đi nối lại dẫn vào mảnh vườn này thì chúng ta có 5 cây số là đường tỉnh lộ, đường nhựa, còn 1 cây số là đường đất, và cái đường đất này là đường đi chung của làng, của xóm. Trên mảnh vườn của chúng ta thì bác chủ nhà có một cái chòi tạm, có hồ tưới bao la nước ở phía dưới, có thế đất đẹp. 2/3 đất của chúng ta bằng như sân, 1/3 đất của chúng ta là chuyển nhẹ từ trên xuống dưới. Với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đã phủ kín bằng 2 loại cây trồng chủ lực, đó là hồ tiêu và cà phê. Hiện trạng bây giờ cô chú anh chị vào thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ được thu hoạch hồ tiêu. Và với mảnh vườn này bác chủ nhà đã trồng cho chúng ta gần 1.800 cây hồ tiêu đẹp lung linh. Toàn bộ hồ tiêu của chúng ta đều được trồng trên trụ sống, và mỗi trụ này cao từ 5-6 mét, tán 2 người ôm mới hết nha mọi người. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đã trồng kín cà phê rồi, và cà phê của chúng ta năm nay bước vào năm thứ 2, và qua năm thì cô chú chị và bạn chúng ta sẽ thu bói. Và với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 1.800.000.000 có bớt lọc lá. Cô chú chị và các bạn chúng ta xem đến đây cũng đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký và cột chuông để ủng hộ mình. Thao tác này thì mất của cô chú anh chị và các bạn chúng ta chỉ 1 đến 2 giây thôi, nhưng nhờ có thao tác này cô chú anh chị và các bạn mới không bỏ lỡ bất kỳ một video nào từ kênh của mình. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video.